cái này là cũng là cái cái vấn đề rất là hay gặp khi mà chúng ta uh, điều trị nám thì khi mà điều trị nám thì trong các cái sản phẩm như vậy nó sẽ có những cái thành phần mà làm cho cái da bề mặt da các cái tế bào chết các cái vấn đề sắc tố trên da nó sẽ bong bong dần bong dần bong dần đi ra ngoài và nó đào thải ra qua cái đường nó bong ra ngoài thì khi mà mình bong đi như vậy đó có thể nó sẽ lộ ra các cái sắc tố ở sâu hơn bên trong nó lộ ra sâu hơn bên trong thì khi tiếp tục nó lại bong tiếp các cái sắc tố bên dưới nữa thì khi đó nó mới làm cho mình thấy được cái da bên dưới đó là cái da sáng hơn da trong hơn da đẹp nó nằm ở phía bên dưới thì cái sắc tố nó thường nó nằm ở cái lớp gọi là lớp thượng bì thì lớp thượng bì trên cùng thì nó không đến nỗi là đậm lắm nhưng mà thượng bì bên dưới tí xíu các anh chị sẽ thấy nó sẽ hơi cái sắc tố nó sẽ hơi đậm hơn tí xíu và khi bong hết cái lớp sắc tố đó ra rồi thì bên dưới sẽ là để lại cái làn da đó là trong da khỏe ở bên dưới